Cái ngày đầu tuần á, thì không có xe cộ nhiều nè, đấy, không có kẹt xe đấy. Còn cái thứ hai là đặc biệt là không có chốt công an anh em đấy, nên mình thoải mái cái chuyện đó. Thôi chết rồi, nói xô linh dưới trời, không thấy em nha, không thấy em nha, thôi nha, thôi nha, thôi nha, thôi nha, thôi nha, thôi nha. Ok, hello anh em ha. Chào mừng anh em đã đến với vlog tiếp theo của mình. Thì mình là mình đây, Vĩnh Lộc vlog của anh em đây. Dạ xưa, chắc chắn là như vậy rồi. Ha ha ha. Thì hôm nay là một ngày đầu tuần anh em. Một ngày đầu tuần cũng như mọi tuần thôi. Thì mình dắt con xe yêu quý của mình ra đi dạo quanh thành phố một vòng để xả stress. Thì như anh em đã xem những cái video trước của mình đó, thì mình không có thói quen là đi chơi vào ngày cuối tuần anh em. Trừ những cái dịp giống như là sinh nhật hay là đám cưới gì đó trúng ngày cuối tuần của bạn bè mình thôi. Chứ nếu mà mình đi dạo thì mình là một người kiểu không có thích nơi đông đúc. Mình cảm giác như là bị gò bó chật chội anh em. Thì hôm nay đầu tuần thì mình sẽ đi vòng vòng chơi. Thì hôm nay mình sẽ đồng hành với lại con gái của mình như bao lần trước thôi. Đó là bé Nơ. Bé Nơ chào cô chú đi con. Ok, trên đường đi có gì hay thì mình sẽ quay cho anh em xem ha. Còn bây giờ thì let's go, let's get it. Go, go, go. Anh em có những cái giai đoạn nào mà anh em cảm thấy chán nản không? Đấy thì có những người thì lúc chán nản thì sẽ đi nhậu nè, đó sẽ rủ bạn bè đi chơi, đi ăn uống. Đấy còn riêng bản thân của mình đó, thì mỗi lần mà mình cảm thấy chán á, thì mình lên xe vậy nè, đấy mình sẽ đi. Đi hồi nào mà mình cảm giác như mình chán thì mình về, đấy. Mình chỉ cần lên xe thôi, mình đi, mình nhìn mọi thứ xung quanh nè, đấy. Thì mình sẽ cảm giác như đỡ bị áp lực hơn anh em. Có những người thì ở độ tuổi của mình á, thì người ta có gia đình hết rồi anh em. Nếu mà mình mà lấy vợ thì 2 năm trước mình đã lấy vợ rồi. Mà nếu mà mình mà lấy vợ rồi á, thì chắc chắn luôn là mình không có còn đi quay ở đây ở đó đâu. Mình cam đoan với anh em luôn á. Mọi sự gặp gỡ là đều do duyên số hết anh em à. Có duyên gặp gỡ nhưng không đến được với nhau thì đó là nợ, không có nợ. Trước khi mà thanh xuân của mình đóng lại thì mình sẽ đi quay thật nhiều nơi. Mình sẽ đi đến thật là nhiều chỗ để mình lưu giữ kỷ niệm của mình, cũng như là quay cho anh em xem. Người dư giả là không phải là có nhiều tiền, có nhiều của đâu anh em. Người dư giả là người biết tiết kiệm thời gian. Yeah yeah. Đây là cái video thứ 30 của mình. Thì trong dự định của mình đó, thì mình muốn cái video thứ 30 của mình là cái kỷ niệm con xe của mình mua được 2 năm anh em. Thì mình sẽ ra cái bài nhạc, bài nhạc mà của mình tự viết với lại một người bạn của mình. Nhạc thì mình đã làm xong rồi, còn mình sẽ đăng sớm thôi, mình chỉ còn đi quay thôi anh em. Đấy thì chắc chắn thì cái video nhạc của mình thì chắc chắn là sẽ có người chê. Đấy, tại vì mình là người làm nhạc không có chuyên môn anh em à. Tụi mình chỉ làm nhạc theo cái khả năng của tụi mình có thôi anh em. Nên mình mong là anh em xem xong thì anh em sẽ thích. Kiểu anh em mà có chê thì anh em chê nhẹ thôi nha. Anh em ném gạch đá nhẹ cho mình thôi ha. Anh em có biết là tại sao mà mình hay chọn đi chơi vào những ngày đầu tuần không? Đó là cái thứ nhất á, là cái ngày đầu tuần á, thì không có xe cộ nhiều nè. Đấy, không có kẹt xe. Đấy.
Còn cái thứ hai là đặc biệt là không có chốt công an anh em ấy, nên mình thoải mái cái chuyện đó. Tôi chết rồi, nó xô linh dưới trời, không thấy em nha, không thấy em nha, thôi 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 nha. Có chốt luôn em ơi, có chốt luôn. Hú hồn anh em ơi. Hồi nãy mình thấy cái anh cảnh sát giao thông đó ảnh lên xe máy. Mình sợ anh em. Kiểu mình đi xe jean mà mình cũng không làm gì á, nhưng mà mình sợ. Mình sợ anh ngoắt mình lại xong rồi kiểm tra giấy tờ. Mình dung, mình dung. Dạo này ở Sài Gòn anh em, cảnh sát giao thông rất là gắt nha anh em. Thường cái chỗ đó thì mình thấy là cuối tuần ấy thì sẽ có cái chốt ở đó lập đo nồng độ cồn đó anh em. Mà bữa nay là ngày thứ hai mà có cảnh sát luôn anh em. Khá là căng, khá là căng anh em ơi. Hồi nãy mình thấy trời nắng, cái mình xách xe ra, mình chuẩn bị đi thì trời nó đen thui anh em. Đấy, giờ thì trời nó nắng lại rồi. Kiểu mình sợ lắm anh em, mình sợ kiểu mình đi ra ngoài đường á, xong mình đi quay cho anh em xem thì trời nó mưa. Nó mưa thì nó làm gián đoạn cái cuộc trò chuyện của mình với lại anh em. Hơn là trời thương trời độ. Mình mong là cái chuyến đi chơi này của mình thì từ đầu đến cuối sẽ không có mưa anh em. Hồi nãy là đi ngang qua công viên Gia Phú ở Bình Tân. Công viên đó là hồi nhỏ mình hay ra ngoài đó chơi lắm anh em. Hồi xưa là mình ở quận Bình Tân á, nhưng mà sau này thì mình chuyển nhà xuống dưới Vĩnh Lộc. Đấy, thì cái kênh của mình là đặt là Vĩnh Lộc Vlog, là cái nơi mà mình đang ở đó anh em. Mình cũng giống như bao đứa trẻ khác thôi anh em. Ai cũng sẽ có một cái tuổi thơ anh em. Thì tuổi thơ của mình lớn lên ở Bình Tân anh em. Thì khi mà mình cảm thấy quay về tuổi thơ thì mình sẽ lượn vài vòng ở quận Bình Tân. Mình sẽ đi ngang qua những cái ngóc ngách, những con hẻm mà ngày xưa mình hay đi chơi với những đứa bạn đồng trang đồng lứa. Hồi xưa mình chơi đông anh em lắm. Kiểu hồi đó là không có smartphone anh em, là không có nhắn tin đủ nhau gì hết á. Cứ đúng giờ thôi. Để mình đi qua cái xe tải rồi mình nói chuyện tiếp ha. Thì để tiếp tục cái câu chuyện á, thì tuổi thơ của mình ngày xưa anh em, thì không có dính liền với lại điện thoại cảm ứng, không có dính líu tới smartphone anh em. Thì hồi xưa lúc mà đi học về á, lúc buổi chiều á, thì đúng giờ đó thì nguyên đám sẽ hẹn nhau tại địa điểm đó và chơi những cái trò chơi, ví dụ như là 5-10 nè, đá banh nè, tạc hình ở đó anh em. Đấy, tuổi thơ của mình đó là dính tới điện tử ấy, đánh điện tử. Hồi xưa là có cái điện tử mà gạt cần đó anh em, bỏ thẻ vô chơi nè, xong rồi đi chơi nét. Hồi xưa bắn đột kích, hồi xưa bị ba mẹ mình quýnh vì cái lý do đi chơi nét, đi chơi điện tử là nhiều anh em. Ai rồi cũng sẽ lớn thôi anh em à. Lúc chúng ta còn nhỏ đó, thì trông là lớn thiệt là nhanh để làm nhiều điều. Nhưng mà khi mà chúng ta lớn rồi á, thì chúng ta đi ra ngoài rồi, chúng ta lại cảm thấy chúng ta thật là nhỏ bé anh em ạ. Ok, thì mới mưa anh em ơi. Mình mới núp mưa luôn. Mình nói rồi, mình có điềm mà. Mỗi lần mà mình lấy cái xe này đi chơi là thế méo nào nó cũng mưa.
cái vãi cá biểu. Mình sẽ dắt anh em đi về tuổi thơ của mình. Đường đẹp không anh em? Ngày xưa thì đường nó chưa đẹp vậy đâu. Hồi xưa ở đây là kiểu rừng cây tùm mà tụi mình hay đi bắt cắt kè rồi đó. Giờ đường làm quá trời làm. Ôi, em lên đây ngắm cảnh đồ. Cái này mà buổi khô ráo đồ mình ra đi quay xe cũng chiêu lắm anh em. Quá đã. Hồi xưa là lúc tụi mình còn nhỏ thì mình hay ra đây chơi nè. Ra đó bắt cá kè, bắt chim. Giờ thì tất cả chỉ còn lại là kỷ niệm thôi anh em. Ở đâu? Đi đâu hả? Đâu em trai? Đâu hả? Quay xe hả? Đủ. Chiến quá ta. Xe gì vậy? Đồ hả? Chuyện đó. Đây là em Đạt. Em từ nhỏ của mình. Bữa nay ra tự nhiên gặp luôn. Đi đâu em đi chơi hả? Ok. Ok. Sáng nay mình gặp anh em mình. Mình review xe luôn. Này là 150 đúng không em? Đúng rồi. Xe em có làm bài gì không? Đã vậy. Dữ à. Năm nay nhiêu tuổi rồi? 16 tuổi. Chạy xe độ. Đây, giờ anh đỡ từ xa đâu, anh cho em tự review xem luôn á. Vậy anh hỏi nha. Anh không gành về mấy này. Anh kiểu già rồi. Đĩa là anh thấy là đĩa zin nè, đúng không? Mà ốc thì chắc chắn là độ rồi. Slaya. Chắc mắc à. Này là cái gì? Rêu. 2,5 triệu. Rỉ xét rồi. Sao vậy? Dây là dây gì? Cái này là máy ngắt. Cái này một ngắt hả? Một ngắt này là nhiêu tiền? 5 sỉ. The fuck. Má sao nó giàu dữ ta. Cái này 5 sỉ. Cái này nhiêu? 2 triệu. 2,5 triệu cho một con heo dầu này. Đại gia luôn. Rồi cái bát này sao? Bát 5 sỉ. Ê 2,5 sỉ à. Là thành 1,750. 2,750. Cái dây này. Dây nó chung lại đó luôn đó. 2,750 cho cái con heo dầu bát ngắt. Quá đã. Ở đằng sau thì chắc chắn rồi, cái đập vô mắt của anh thì cái ô liền pha kè này. Gì? Rêu. Giờ em biết cái nào rêu, rêu là mình phân biệt sao không? Nó có máy tố mà. Ờ. Tụi lao, em biết phân biệt cái ô liền rêu với phát ở đâu không? Ở chỗ có ốc dầu như thế này nè. Nè, em thấy cái này là gì? Rồi coi. Nè, cái này nè là mở bằng gì? Lục giác. Còn mà cái pha kè á, là mở bằng cái mà nhọn á, bốn cạnh á. Cái đó mở bằng tù vít ba ke, tại vì nó có thể phát tất cả luôn. Nhưng mà cái dưới đây nè, là cái đơn giản nhất, nhưng mà nó sẽ không có phát. Tại thường nó phát là phát mã số, tại vì mã số này thì mã số nào cũng được đó. Có cái mã số, mỗi tao nói em có cái mã số nữa. Thì vậy ai, ví dụ em đi ngoài đường đi, đâu ai thấy cái trình này của em đâu. Người ta sẽ nhìn này nè. Bởi hồi... Có kèn hắn đồ. Này chắc cũng rẻ mà. Mấy? 3 sỉ. 3 sỉ mà, là cái cây phục này đó em mua nhiêu? 9,8 triệu. Wow. What the fuck, là công gắn luôn hả? Oh shit. Cái phục này 9 triệu. Má ơi. Cái này chắc rẻ đúng không? Tuyệt vời. Easy. Ủa xem là xe zin hả? Xe zin mà em đi cái này. Chơi. Cái này cỏ nhiêu à? 3 mấy? Không, cái cỏ này là cỏ size mấy? 30. Được á.
Hồi là anh đề lên là anh biết nè, là Vin hay không à. Ok, tuyệt vời. Tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through. Dạ anh sẽ test con xe của em. Xe của em là em nói Vin đúng không? Rồi, ok. Giờ anh chạy là anh khám được liền à. Mày đừng có nói xạo anh. Sao bấm được? À ha, bật chìa khóa lên. Đó giờ chưa có chạy video. Thử cái nha. Móc đầu cái nha. Thấy là êm đó. Ủa cái gì? Ôi. Sao vậy, sao vậy? Ngoan. Wow. Không được anh em ơi. Mình đang chạy cái khung giờ là 4:30-5 giờ. Thì giờ này là giờ tan sở của mọi người, giờ học sinh đi về. Nên mình không có chạy nhanh được anh em. Mà mình đoán rồi đó. Có vẻ là xe của em này làm nồi bô. Bô thì là đi cổ tăng nha anh em. Không có biết là đi có đi kim phun không mà xe nó nhẹ vậy. Quá đã luôn em ơi. Bà khỏi. Xe này là Nobo đúng không? Nobo gì? Dạ, nồi bô gió là gió là sao? Gió là có gió lớn. À, có gió lớn hả? Ok. Ngon nha. Có điều là lúc đầu anh chạy nó hơi bị ấy, hơi bị kiểu như nó bị sao ta, nó mạnh á, bị khớp. Nó không giống như cái xe của anh. Ok á, nice. Rồi đập kích hay vậy? Quá đã anh em ơi. Giới trẻ giờ sướng anh em ha. Nhà có điều kiện á, là tới tuổi là mua xe à. Mà chưa tới tuổi thì cũng mua xe trước rồi anh em. Mà công nhận cái xe của cô em này làm chạy đúng đã luôn á anh em. Chung là cái form của tay ga dễ anh em ha. Làm cái nồi thiệt là ngon là chạy thôi, không có giống như là xe tay con phải làm tùm lum tà la, đi nhông xin đĩa các kiểu. Còn tay ga chỉ cần làm cái nồi chạy là quá bốc, dễ bảo hành nữa.
later. Ok, rất cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của mình ha. Thì chắc là giờ mình với lại người em của mình sẽ đi uống cà phê anh em. Thì anh em xem xong video clip thì cho mình xin một lượt like với lại một lượt đăng ký kênh ha. Anh em có thắc mắc thì có thể comment ở dưới, mình sẽ trả lời tất cả những cái comment của anh em ha. Lời cuối cùng thì mình tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em ở những video clip tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye anh em.